Em bé đi xong. Đi lại do yêu cầu công việc. Đây em đi làm cái luôn này là em đi mua về cho bạn nó bị bệnh, nó bị sốt cho nên em mua. Thế là em không biết là cái đường này nó em cấm. Rồi nó đi là không đi thẳng trong cua đây làm cái gì? Đừng có biện minh lý do. Em đâu biết đâu, hồi nãy em tính mới không đi thẳng, không đi qua làm đây về đây. Thì tôi cái mình lên diễn ra phức tạp, đang hoạt động thiết yếu không nằm trong ngành nghề phải dừng hoạt động vậy, đề nghị với giám cấp phép cho ông làm việc tại cái phía An Đại Thành. Chứng minh em đâu? Bị sắp xếp cho đó công ty vào hướng rồi cũng hôm nay không đúng. À, hiện tại là nhà thầu thi công tại dự án sân bay resort khu vực Bể Tiên. Mà ông ra đường, ông đi mua thế này là đâu đúng. Hả? Là em cũng đâu có biết là cái chuyện đó. Đó. Không biết đúng không? Không biết, chơi tạm giữ. Cái giấy này là cái giấy tờ xe đâu? Kêu kêu nó lấy giấy tờ xe cho lấy á. Giờ này còn không biết. Tạm giữ chứng minh với lại giấy tờ xe của anh nha. Thì anh qua hết giãn cách xã hội lên ủy ban phường Mỹ Thọ 98 Điện Phủ làm việc. Rồi di chuyển về. Gì đó. Em không biết nên em mới đi cái đường này nữa mà em biết nha. Không biết cái gì? Giờ này mà sao lại nói không biết trời. Không biết cái gì, không biết cái gì cái đã, tao đợi hỏi không biết cái gì cái đã. Nhưng mà cái này em không biết là mấy anh ở không biết này. Cái gì? Là, em không biết là cái bây giờ tao hỏi là không biết cái gì? Cấm. Cái gì cấm? Đường này đâu cấm đâu. Tất cả con đường đều không cấm. Không cấm nhưng, mà cấm. Rồi, cấm là yêu cầu ông. Tự nhiên thôi. Em. Để tao nói nghe nè. Cấm là yêu cầu ông phải ở nhà. Ông đi ra đường phải nhưng thật cần thiết. Em không có biết. Không biết đúng không? Không có biết, em mới nãy là em vừa mới chạy ra là em mua đồ thôi. Rồi. Không biết tạm giữ. Không biết tạm giữ. Qua thời gian nhận cách lên phường làm việc là biết liền à. Nghe. Là biết liền. Anh mới làm việc vậy sao được? Xong tự được. Nhiên khi làm không, người, không người ta không biết thì mấy anh nói lần nhắc nhở lần sau cái lần gì có cái giống dịch giờ ông nói con không biết ông thấy gì đi. Rồi người ta đi ra đường rồi công an giao thông hỏi thổi lại ủa hỏi với anh giấy tờ xe của anh đâu bây giờ tôi phải giải thích làm sao gì hả anh không đừng có đó mà anh quay tôi quay á tôi quay ông á nhưng tôi mà cái này là em không em không biết nên thông cảm chỉ thị 16 giãn cách xã hội đâu. Chứ thì 16 giờ cách xã hội, bữa nay là bao nhiêu ngày rồi mà kia không biết. Em đi mua đồ. Đồ gì? Đi mua đồ. Đồ gì? Đây, đồ trên xe đây. Đồ đây không cần thiết. Ủa, đồ đây là không phải thiết yếu. Đây là em đi mua đồ chứ không đồ phải đây không phải là sai gì hết. Đồ đây không phải là thiết yếu. Tôi yêu cầu ông đi ra đường, ông làm gì phải chính đáng. Cái này là không phải thiết yếu. Ông mua đồ không phải thiết yếu. Cái đây em đi mua ông mua đồ ăn mà thiết yếu gì? Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì? Hả? Ý là em mua cái đồ nghề em nhưng mà anh làm gì bắt em? Gì hả? Mình không được giữ giấy tờ của em. Gì hả? Đúng không? Đúng không? Không được đúng không? Không được tay giữ ra. Tay giữ ra rồi xong rồi mày để mày đi kiện nha. Ok. Anh xin lại giấy tờ. Em chấp hành đi em. Mình biết. Nhưng mà em có sai đâu. Em có biết nhà ai đâu. Tại như em chỉ em bị con tay nọ. Mình đeo khẩu trang để làm gì? Em mình đeo khẩu trang để chống. Nhưng mà đúng, em đâu biết mà, đó. Nhưng mà cái đường này em không có biết là mấy anh ở đây. Hiện tại xe lưu động là kiểm tra tất cả mọi tuyến đường, phát hiện trường hợp nào ra đường không cần thiết đều phải tiến hành kiểm tra, chứ không phải riêng những tuyến đường này đâu nha. Tụi mày trên núi mới xuống mà sao vậy, hết tất cả các tuyến đường luôn hả? À, trên núi mới xuống đúng không? À, mình biết phải trên núi xuống không, dịch mình còn đeo khẩu trang mà sao mà mình không biết là trên núi Đắk Lắk à. Đắk Lắk nè, Gia Lai nè, Buôn Mê Thuột nè gì đó, đều biết hết rồi. Đi tuần tra bên lực lượng tổ công tác là đi tuần tra các tuyến đường luôn, chứ phải đi đường này đâu. Hả? Ông làm ở Champa à? Hả? Làm ở tại Vega City hả? Hay sao? Vậy là em làm công trình đó sáng sớm em phải có chứng minh để em được vào đó. Làm công trình Champa đúng không? Phải làm ở công trình Vega City không? Dạ, phải không? Chính xác không? Dạ đúng rồi, nhưng mà làm nhà thầu nào? Có chứng minh để làm nhà thầu nào? Làm ở nhà thầu nào? Làm em làm ở ý tổ nào? Em làm nhà thầu ở Ecoba. Ecoba. Công ty Ecoba là nhà thầu đang làm ở ngoài Champa. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng bây không? Giờ em không có chứng minh làm sao mà em đi vô đó em làm. À rồi, rồi về Champa, mai cho mày nghỉ luôn á. Mai cho mày nghỉ luôn á. Ecoba đúng không? Rồi cho mày nghỉ luôn á. Em không có cái tờ giấy đó làm sao em làm?
con có chứng minh xem là em. Rồi được rồi, hình ảnh này là ta gửi cho chỗ ông Lân, với chỗ ông Nghe là công ty Vega City sẽ làm cái trách nhiệm làm việc với chỗ nhà thầu của em. Em hiện nay em đang vi phạm về cái chỉ thị 16. Ủa em vi phạm đâu vi phạm? Em làm gì em phạm? Em mới ra chạy gần đây em chạy ra mua đồ cái cho em chạy vô. Cái việc em đi ra đường em mua gì là không cần thiết, không có lý chính đáng, không có phải lý do chính đáng để em đi ra khỏi đường như vậy. Cho nên là tổ công tác mới tạm giữ giấy tờ của em. Còn em nói em khai, em làm ở nhà thầu của Chăm Ba, mà nhà thầu Chăm Ba không có tuyên truyền cho em thì anh sẽ làm việc với lại công ty VK City. Thì bây giờ em đâu có biết cái chuyện đó cho nên bây giờ... Không biết thì thôi, không biết tạm giữ đó, không biết tạm giữ giấy tờ xe đó. Rồi mời ông đi về, mời ông đi về. Còn đứng đó tôi tạm giữ cái xe luôn á. Tạm giữ luôn. Rồi, tạm giữ luôn. Tạm giữ cái xe đó. Dắt đường dắt không dắt đường thôi. Tạm giữ đi. Dắt đường dắt không dắt rồi. Đụng vô xe ấy thử đụng vào đi. Đúng rồi, ta đụng vô luôn á. Dắt đi, anh em dắt đi. Từ từ vậy xe tới anh xem. Em có làm gì sai đâu mà tự nhiên giờ bắt em. Thách đố à? Thách đố luôn ta. Anh chạy xe tới. Thách xe ơi, tạm giữ xe luôn. Nghiêm chỉnh chấp hành nó còn nghiêm chỉnh hành, nhưng mà em có làm gì sao đâu. Không, em thề như là nếu mà em biết đức là em không có biết sao em sai phạm rồi, nhưng mà giờ cho em xin lại để ngày mai em còn đi làm nữa. Các anh không, các anh thì nghĩ cho các anh, còn bây giờ tôi sao tôi đi làm theo tội con thầy không đồng tiền đâu tôi ăn, đồng tiền đâu tôi ăn, nghĩ cho mọi người mới đi ra xử lý như thế này mà hiểu như vậy, nhưng mà giờ tiền đâu tôi ăn, tiền đâu tôi uống đó. Các anh thấy gì vậy? Thất đố. Có biết bao nhiêu đâu, cả một tuần nay rồi, tại sao mình không biết? Nhưng mà em không ai có ai biết, tại sao mình không biết? Nhưng mà em lo đi làm cho em đâu có để ý về cái tin tức đâu mà em biết. Có là ai nói cho em đâu. Tôi đi làm, tôi chính tôi đi làm mà mấy ông thất đố tôi hả? Mở ra. Đừng giỡn mặt nghe. Bây giờ cho em xin lại em bây giờ. Đừng giỡn mặt nghe. Nhưng bây giờ mày nói cái gì? Hồi nãy mày nói cái gì? Đừng giỡn mặt cái tôi nghe. Mày nói cái gì? Rồi, nhảy ra. Đem xe lên cho tôi, tạm giữ. Chú ý trường hợp này là tạm giữ. Đi đây đây. Láo nháo. Láo bắt luôn. Cái lương thực thực phẩm nhà nước cho ra đường mua cái loại vật, mua cái mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì đâu phải là thực phẩm, đâu phải lương thực, đúng không? Lương thực là gạo, không? Rau củ, không? Còn thực phẩm là mắm má, muối cá thịt để về chế biến thức ăn. Chứ bánh mì là nó là món ăn luôn rồi chứ không phải là lương thực thực phẩm nữa. Mà em cứ nói ra, anh hỏi em luôn à, sẵn anh quay luôn à. Em thấy cái việc làm của em là nó sai không? Đó. Cái lương thực thực phẩm nhà nước cho ra đường mua cái loại vật, mua cái mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì đâu phải là thực phẩm, đâu phải lương thực. Đúng không? Lương thực là gạo, không? Rau củ, không? Còn thực phẩm là mắm má, muối cá thịt để về chế biến thức ăn. Chứ bánh mì là món ăn luôn rồi chứ không phải là lương thực thực phẩm nữa. Mà em cứ nói là bánh mì á, là lương thực của em, mặc dù nó là cũng giống lương thực đấy, nhưng mà từ ngữ lương thực nó không phải vậy, không? Lương thực là gì, lên Google search ra. Thực phẩm là gì, lên Google search ra để hiểu được, chứ đâu phải là mình đi ra đường á. Em đi ra đường em có biết rằng em có trong người em có bệnh không? Em không biết được, đúng không? Em tới cái chỗ bán em biết là nó có bệnh không? Đó, hiện nay là dịch giả là tràn lan. Đó, người ta hạn chế mình ra đường khi không thật sự cần thiết.
mà mình đi như nếu cho em cho bánh mì, em cho rằng bánh mì là nó là cần thiết thì xôi, nó phở, nó bún bò cũng là cũng thức ăn mà. Nó là thức ăn mà cần thiết thì sao người ta lại không cho? Là vì để làm gì? Để hạn chế bớt cái người mà tiếp xúc với người. Nó là vậy. Thì hiểu ý em nói không? Còn ngày hôm qua anh tạm giữ giấy tờ em á, là vì em có những cái thái độ em chống đối, em cho rằng em không biết không? Mà em xưng là em là công nhân của đơn vị thi công của Vega City. Mà Vega City là anh đã nói rồi đó, quán triệt rồi đó. Quán triệt cho các công nhân hiểu về cái giãn cách xã hội và những cái hoạt động mà mình bị điều chỉnh trong đó, là trong đó hành vi là hạn chế ra đường hoặc ra đường khi thật sự cần thiết, như đi mua lương thực thực phẩm ha, rồi cấp cứu ha, đủ cái loại đó. Mày hiểu ý nói không? Lần này là tôi nhắc nhở nghe, cái lần sau không có vụ đó nữa đâu.